Rồi, chào mừng các bạn học sinh lớp 9 2K10. Bây giờ thì xin phép được mời các bạn học trò, chúng ta sẽ cùng đi giải quyết một cái câu hình nằm trong đề thi minh họa tuyển sinh vào 10 của tỉnh Long An năm 2025. Thì đầu tiên, người ta cho cái đường tròn tâm O, dây AB khác đường kính. Rồi, đầu tiên chúng ta sẽ vẽ đường tròn tâm O trước ha. Vẽ đường tròn tâm O ra. Rồi, đây là đường tròn tâm O. Mình vẽ một cái dây AB khác đường kính. Rồi, dây AB khác đường kính. Vậy là tức là mình không vẽ nó đi qua tâm ha. Đây là A, đây là B. Chấm hai điểm vô. Kẻ bán kính OC đi qua trung điểm của đoạn thẳng AB. Vậy đầu tiên mình sẽ xác định trung điểm. Rồi, trung điểm nằm đây. Đây là Y ha. Đề bài họ nói là trung điểm Y. Rồi, ký hiệu trung điểm vô. Rồi, vẽ bán kính OC. Rồi, đây là C. Tiếp tục. Vẽ đường tròn tâm C. Bán kính là CI. Dạ, có một cái đường tròn tâm C, bán kính CI nữa hả? Rồi, vẽ đường tròn tâm C bán kính là CI. Kẻ tiếp tuyến BD của đường tròn tâm C. Kẻ tiếp tuyến BD. Tiếp tuyến thì sẽ tiếp xúc với đường tròn tại một điểm. Đây. Sau khi vẽ tiếp tuyến xong, chúng ta nhớ vẽ vuông góc với bán kính ha. Đây là D ha. Rồi, ký hiệu góc vuông vào. Các bạn thiếu ký hiệu góc vuông là chúng ta sẽ làm dữ kiện này nó lâu ra ha. Tiếp tục. D là tiếp điểm, D khác Y. Được chưa? Rồi. Câu đầu tiên người ta kêu mình làm điều gì? Bốn đỉnh BDCI cùng nằm trên một đường tròn. BDCI cùng nằm trên một đường tròn. Đó, chứng minh bốn điểm này. Thầy đoán hay vậy? Thầy đoán hay là thầy đoán cái gì hay? Thầy chưa hiểu được ý của mình. Thầy có đoán gì đâu. Các bạn thân mến. Có một bạn hỏi thầy là vô thi vẽ bút chì có sao không? Thầy thấy vẽ hình dễ mà, mình cứ vẽ bút mực đi bạn thân mến. Mình cứ vẽ bút mực đi, vẽ hình mà vẽ không lẽ vẽ không xong, đúng không nè? Rồi. Đầu tiên chúng ta đi vô câu A trước. Câu A. Ở câu A này mình thấy được nè, B D C I. Mình hoàn toàn có thể chứng minh được góc này vuông. Được chưa? Sau khi chứng minh được góc này vuông xong, chúng ta sẽ áp dụng quy tắc cũ. Đó là chúng ta sẽ chia cái ông này ra làm hai tam giác vuông. Đó, hai tam giác vuông. Là chúng ta sẽ chứng minh được bốn điểm BDCI cùng nằm trên một đường tròn. Vậy theo các bạn học trò nghĩ làm sao chứng minh được góc Y này vuông? À, góc Y này vuông là chúng ta sẽ làm bằng cách như sau. Chúng ta sẽ chứng minh tam giác OAB nè. Các bạn nhìn vô tam giác OAB nè. À, OAB. OAB là một tam giác cân. Thấy chưa? Là một tam giác cân. Đây, cái tam giác cân. Khi nói là tam giác cân thì đường thẳng này là đường trung tuyến. Đường trung tuyến thì cũng là đường cao. Được chưa? Tam giác OAB cân tại O. Có OI là đường trung tuyến thì nó cũng chính là đường cao. Từ đây mình sẽ ra được góc này vuông. Ra được góc này vuông rồi, mình xét hai tam giác BCI và BCD. Có hai tam giác vuông có cùng chung cạnh quyền, mình sẽ dễ dàng tìm được tâm của đường tròn ngoại tiếp cái tứ giác này. Rồi,
Có một bạn bình luận đó là CDB bằng với CIB cũng được mà thầy. Tại sao bằng bạn thân mến? Tại sao bằng? Mình có thể giải thích được không? Mà nó bằng theo trường hợp nào? Thầy đang đợi chờ mình một tí. Nhiều khi mình lại có một ý tưởng hay hơn thầy. Rồi. Vô ha. Đầu tiên chứng minh cái này vô trước. Một, xét đường tròn tam o. Xét đường tròn tam o. Mình có OA bằng với OB bằng bán kính. Từ đây mình suy ra được tam giác OAB cân tại O. Mà OI ở đây đề bài hỏi cho dữ kiện Y là trung điểm. Được chưa? Hỏi cho dữ kiện Y là trung điểm. Mà OI là đường trung tuyến, đường trung tuyến. Nên mình suy ra được OI vuông góc với AB. Đúng chưa? Trong tam giác cân thì đường trung tuyến kẻ từ đỉnh cân cũng chính là đường cao. Vậy mình ra được góc vuông rồi. Rồi, tới đây mình sẽ chứng minh hai tam giác vuông hai bên là xia được trong. Bữa hổm thì thầy có chứng minh chỉ có ba học trò làm từ từ, ngày hôm nay thì cũng theo cái form cũ luôn ha. Chúng ta cứ làm theo đúng một quy luật đó cho nó tiện. Rồi, ở đây là 3, thầy chia ra 1,5 nè. Rồi, ở đây thầy gọi anh này là anh K đi ha, các bạn thân mến, anh K đi, K. Bây giờ thầy sẽ chia nó ra làm hai tam giác vuông. Nhìn kỹ ha. Bây giờ các bạn học trò hết sợ cái dạng này rồi. Chứng minh 4 điểm cùng nằm trên đường tròn bây giờ là dễ rồi. Vô nè. Đầu tiên, 1. Xét tam giác BCI. BCI vuông tại Y. Gọi K là trung điểm của BC trước đi. Gọi K là trung điểm của BC. Rồi. Ta có IK. IK là đường trung tuyến ứng với cạnh huyền BC. Mình suy ra được KI bằng KC bằng KB bằng BC chia 2. Rồi. Trong tam giác vuông này mình có được KC, KB và KI bằng nhau. Ký hiệu đây là 1. Một bên, được chưa? Được ha. Tiếp theo. Qua bên này. Xét tam giác BCD. Xét tam giác BCD vuông tại D. Mình có KD là đường trung tuyến ứng với cạnh huyền BC. Một lần nữa mình cũng suy ra được là KD bằng với KC bằng với KB và bằng BC chia 2, cũng ký hiệu là 2. Bên đây cũng tương tự như vậy. Bằng luôn. Rồi. Vậy là tất cả từ 1 và 2, 1 và 2 mình suy ra được KI
cái này là chữ KC các bạn, thầy ghi là nhầm nè, bằng với KC, bằng với KB và bằng luôn KD và bằng luôn BC chia 2. Suy ra tứ giác BDCI nội tiếp đường tròn tâm K. Các bạn có thể ghi đường kính hoặc bán kính cũng được. Ví dụ như ở đây thì ghi đường kính đi, đường kính. Thì đối với các học trò thì ghi đường kính là thầy ghi đường kính gì? Bình luận thế cái. Coi đúng không? Coi thấy cái trúng ý bé không cái đã. Nếu như bây giờ thầy ghi đường kính thì thầy ghi đường kính là gì các bạn học trò? Đúng rồi, đường kính BC chính xác. Còn nếu như bây giờ thầy không ghi đường kính mà thầy ghi bán kính thì thầy ghi là cái gì? Một bình luận nữa cái. Các bạn học trò thân mến, nếu bây giờ thầy đổi ý thì không ghi đường kính mà thầy ghi bán kính là gì? Đúng rồi. Nếu mà thầy ghi bán kính thì ghi bán kính là KI, KC, KD, KB. KI, KC, KB và KD, ghi cái nào cũng đúng cả. Chỉ có ghi OC là sai. Nha. Được chưa? Nhớ nha. Đường kính thì đường kính BC. Bán kính thì bốn trong anh này, một trong bốn ông ị này. Chỉ có ông ị bán kính OC là sai. Rồi, xong. Vậy là sau khi thầy hướng dẫn xong câu A cho các bạn học trò rồi, đến giờ các bạn học trò tự tin làm được câu này chưa? Nếu mà gặp câu hỏi này một lần nữa y xì như vậy luôn, cũng ba rem câu hỏi cũng y xì như vậy luôn, các bạn học trò đủ bản lĩnh và đủ tự tin để làm được câu A chưa? Được không? Rồi, được rồi ha. Tiếp theo nữa, người ta kêu mình chứng minh BD là thích tuyến của đường tròn tam o. BD là thích tuyến của đường tròn tam o. Vậy tức là ở đây mình cần chứng minh cái gì? Mình chỉ cần chứng minh BD vuông góc với ai các bạn ạ? Vuông góc với ai? Vuông góc với bán kính. Mà bán kính tức là OB. Tức là mình chỉ cần chứng minh cái góc này vuông là xong. Đúng chưa? Tiếp tiến thì sẽ vuông góc với bán kính. Vậy là mình chỉ cần chứng minh ông ị này vuông góc là xong. Vậy mình suy nghĩ cái làm sao để mình chứng minh nó vuông được là xong. Ha, suy nghĩ. BD vuông góc được với OB. Bây giờ làm sao chứng minh vuông đây? Suy nghĩ. Uống miếng cà phê kìa. BD là thích tuyến. Bây giờ mình chỉ cần chứng minh nó vuông. Để chứng minh ông ị này vuông thì ở đây mình thấy được là nó đang bằng tổng cộng là ba cái góc nhỏ này. Góc này thì đang bằng với góc này là do tam giác cân. Góc này cộng với góc này bằng 90. Này thì bằng góc này. Rồi. Đi theo lộ trình như thế này. Các bạn dòm kỹ ha, nhìn kỹ nha. Đầu tiên thầy có góc này nè. Góc này. Thầy tạm thời đặt tên nó là góc số 1. Và thầy ghi ở đây là góc B1 luôn cho các bạn học trò hình dung. Góc B1. Lộ trình suy nghĩ trước ha, lộ trình suy nghĩ trước B1. Và cái góc này nè, thầy đặt tên nó là góc C1. C1.
Và cái câu hỏi thầy hỏi các bạn học trò là hai góc này cộng lại với nhau bằng bao nhiêu độ? Xin mời. Bao nhiêu độ các bạn học trò? Bao nhiêu độ? 90. Đúng không? Phải 90 không? Rồi 90. Rồi, tiếp tục ha. Cái góc C1 này nó bằng được góc C2. Góc C1 thì nó bằng với góc C2. Đúng chưa? Góc C1 bằng góc C2. Tại sao góc C1 bằng góc C2? Mình chỉ cần chứng minh hai tam giác hai bên bằng nhau là xong. Đúng không? Hai tam giác hai bên bằng nhau theo trường hợp là cạnh quyền cạnh góc vuông nè. Đó. Rồi, tiếp tục nữa. C2. C2 thì nó bằng với góc B2. B2 nó bằng góc B2. Tại sao C2 bằng với B2? Chúng ta suy nghĩ. Do cái tam giác OBC cân tại O. Đúng chưa? OBC cân tại O thì hai ông bị này sẽ bằng nhau. Vậy là từ đây mấu chốt vấn đề là cuối cùng B1 cộng B2 bằng 90. Xong vấn đề. Hợp lý không? Sau khi thầy hướng dẫn đi một vòng như vậy, các bạn học trò thấy ổn không? Nhắc lại một lần nữa nè. B1 cộng với C1 bằng 90 do hai góc này phụ nhau. C1 bằng C2 thì các bạn cần phải chứng minh hai tam giác này bằng nhau. Chúng ta chỉ cần chứng minh hai tam giác này bằng nhau là sẽ ra được ngay. Còn nếu như không chứng minh hai tam, mình chứng minh hai tam giác này bằng nhau đi. Được chưa? Rồi. Bằng nhau thì sẽ ra được hai góc này bằng nhau. C2 thì bằng với B2 do là cái tam giác này là tam giác cân. Được chưa? C2 bằng B2 do tam giác cân. Từ đó mình sẽ ra được B1 cộng B2 bằng 90. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ hệ thống lại để làm. Có được kiến thức rồi. Bây giờ là quan trọng là chúng ta làm như thế nào thôi. Đầu tiên, xét tam giác BCD vuông tại D. Mình có góc B1 cộng cho góc C1 bằng 90 độ. Được chưa? Rồi, ngừng. Rồi, một hồi nữa thầy sẽ giải thích tại sao C2 bằng C2. Rồi, tiếp tục. Mình có tam giác BDC. Xét tam giác. Và tam giác BIC. Đầu tiên mình có như sau. BC là cạnh chung. Cạnh chung. Đúng chưa? BC là cạnh chung. CD bằng với CI bằng bán kính. Suy ra tam giác BDC bằng với tam giác BIC theo trường hợp gì? Hai tam giác này bằng nhau theo trường hợp gì các bạn học trò thân mến? Trường hợp gì? Cạnh huyền cạnh góc vuông. Đúng chưa? Cạnh huyền cạnh góc vuông. Suy ra được cái góc C1 bằng với góc C2. Rồi. Ở đây thì ký hiệu đây là 1 đi ha. Ở đây là 1 đi. Ủa cái hồi nãy 1 2 là đây là ký hiệu là 3 nè. Đây ký hiệu là 4 nè. 3 4 nè ha. Rồi. 3 nè, 4 nè. Rồi tiếp tục nữa. Xét tam giác OBC. Mình có OB bằng với OC cũng bằng bán kính. Suy ra tam giác OBC cân tại O. Suy ra C2 bằng với B2. Rồi. Câu hỏi của bạn hồi nãy hỏi đó, tại sao hai góc đó bằng nhau đấy? Và ký hiệu đây là 5. Được chưa? Từ 3 4
5 mình suy ra được B1 cộng B2 bằng 90. Hợp lý chưa? B1 cộng C1 tức là B1 cộng với B2. Bởi vì C1 thì bằng với C2 mà C2 thì bằng với B2, tính chất bắt cầu, dòng do tam quốc. Rồi. Vậy là mình suy ra được DB vuông góc với OB tại B. Khi nó vuông góc rồi, vậy mục tiêu của mình để chứng minh cái gì? Hồi nãy giờ mục tiêu của thầy trò mình làm là để làm cái gì mấy thân mến? Có nhớ được ngụ ý cuối cùng mình chứng minh cái này vuông để chi không? Làm một hồi quên đường đi luôn là tiêu nha. Để làm chi vậy? Đúng rồi, để chứng minh tiếp tiến. Từ đó mình sẽ được BD là tiếp tiến của đường tròn tam o. Suy ra BD là tiếp tiến của đường tròn tam o. Vậy các bạn học trò lưu ý giúp thầy, để chứng minh tiếp tiến thì mình cần chứng minh cái gì? Vuông góc với bán kính tại tiếp điểm. Được ha. Ở đây nè, DB là tiếp tiến của đường tròn tam o. Vậy B đóng vai trò là tiếp điểm. Vậy là tức là mình chỉ cần chứng minh vuông góc được cho OB là xong. Rồi. Câu này thầy cũng sẽ có lưu và đăng lại cho các bạn học trò tiện xem.